Chào thầy và các bạn, em tên Nguyễn Lương Hồng Phúc, lớp IE45, hiện đang học ở khoa ngoại niệu Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Hôm nay em xin trình bày chủ đề về lịch sử ra đời của giấy vệ sinh và vòi xịt, nên dùng vòi xịt hay giấy vệ sinh. Ngay từ thời cổ đại, nhu cầu vệ sinh đã xuất hiện và con người đã tìm ra cách giải quyết vấn đề đó. Ví dụ như, người Ai Cập đã dùng lá cây và cỏ để làm giấy vệ sinh. Trung Quốc được xem là nơi phát minh ra giấy để lau chùi vào khoảng thế kỷ thứ 6. Những người giàu có trong xã hội sử dụng tờ giấy được làm từ sợi da dầu có kích thước 60x90 xăng để làm sạch sau khi đi đại tiện. Ở La Mã cổ, họ sử dụng cây gậy tesorium có gắn một miếng bọc biển ở đầu, dùng xong nó sẽ được ngâm trong nước muối biển hoặc giấm lạnh. Ở Nhật Bản thời xưa có một dụng cụ gọi là chugi, hình dạng như một chiếc gậy nhỏ. Còn ở khu vực Trung Đông, người dân ở đây tận dụng chính đôi tay của mình và nước. Ở châu Mỹ, họ sử dụng lõi ngô đã bỏ hàng vì chúng có sẵn, mềm, dẻo, thuận tiện để sử dụng sau khi đi vệ sinh. Ngoài ra còn có sản phẩm khác như là lông thú, mảnh rêu, vỏ hến, vỏ hào. Từ năm 1857, giấy vệ sinh hiện đại đầu tiên đã được Joseph Reyes bày bán tại Mỹ với chức năng như một sản phẩm y tế. Joseph Reyes đã tẩm chúng với nước lo hội. Năm 1867, ba nhà phát minh Thomas Edward Lawrence Scott đã tạo ra giấy vệ sinh đục lỗ dạng cuộn, tiền thân cho mẫu giấy chúng ta đang sử dụng ngày nay. Thông thường, giấy vệ sinh có màu trắng, nhờ ở một số nơi trên thế giới chúng có màu hồng hoặc hồng đào, có thể được tạo độ ẩm hoặc có hương thơm. Thêm vào đó, có một số loại giấy rất thú vị như là giấy ngụy trang, dùng khi đi rừng, giấy Sudoku in, giải đố để chơi trong nhà vệ sinh. Một số giấy vệ sinh $100 đắt đỏ hay giấy vệ sinh phát sáng để tiện lấy trong đêm. Hãng vệ sinh Chamin đã mở ra một cuộc điều tra tại Mỹ cho biết mỗi người Mỹ sử dụng 5-7 tờ giấy vệ sinh mỗi ngày. Đến năm 80 tuổi thì một người có thể sử dụng hơn 1,6 triệu tờ giấy vệ sinh, chưa bao gồm các mục đích khác như lau dọn hay lau mũi khi cảm cúm. Vậy, người Việt Nam có dùng nhiều giấy vệ sinh đến vậy không? Thì câu trả lời là không, vì hầu hết chúng ta sử dụng vòi xịt. Vòi xịt bồn cầu hay còn có tên gọi khác là bidet có nguồn gốc từ Pháp khoảng 300 năm trước với hình dạng là một chậu nước đặt ngang với bồn cầu để người dùng dễ dàng vệ sinh. Nhưng tại thời điểm này, bidet vẫn chỉ phổ biến với giới quý tộc Pháp. Nhật Bản vào đầu thế kỷ 19, chiếc vòi xịt bồn cầu đầu tiên được sản xuất mang hình dạng giống với vòi xịt bồn cầu hiện nay, được đặt tên là Toto, với tiêu chí là hạn chế sử dụng giấy vệ sinh, giảm thiểu lượng rác ra môi trường và thuận tiện dễ dàng hơn làm sạch sau khi đi vệ sinh. Nên vòi xịt bồn cầu được chào đón ở các quốc gia trên thế giới. Ngày nay có nhiều kiểu vòi xịt khác nhau, nhưng có hai loại thường thấy nhất đó là vòi xịt cầm tay và vòi xịt tự động. Vòi xịt cầm tay là loại xịt phổ biến trên thế giới, có dây nối dài, ngoài công dụng làm sạch sau khi đi vệ sinh, còn có thể sử dụng để rửa nhà tắm, toilet thuận tiện và dễ dàng. Vòi xịt tự động là loại vòi xịt hiện đại nhất hiện nay được gắn cố định trên bồn cầu. Loại này có nhiều loại, nhiều công dụng khác nhau như rửa nhẹ, rửa nặng, rửa nước nóng. Câu hỏi ở đây là sử dụng vòi xịt tốt hơn hay giấy vệ sinh tốt hơn? Tiến sĩ Evan Gonson, giám đốc trung tâm phẫu thuật hậu môn Bedford, Mỹ, cho biết vòi rửa có thể loại bỏ bất kỳ chất bẩn nào còn sót lại. Ông cũng nói rằng nhiều người có xu hướng lau quá nhiều vì muốn sạch sẽ. Họ sẽ cọ sát giấy vệ sinh nhiều lần gây kích ứng da, đôi khi chảy xước hoặc chảy máu. Trong khi đó, vòi nước với vòi nước nhẹ nhàng hơn sẽ làm sạch các khu vực nhạy cảm. Tiến sĩ Jason Lee, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại phòng khám Levelland Lightness cho biết đặc điểm vòi nước rất hữu ích cho những người có vấn đề về vận động, những người bị viêm khớp, béo phì hoặc bệnh Parkinson. Vòi rửa cũng là cách vệ sinh thoải mái và sạch sẽ đối với cư dân viện dưỡng lão từ 75 tuổi trở lên. Một số nghiên cứu cho thấy sử dụng vòi rửa có thể giúp ích cho người có bệnh trĩ, nước hậu môn vì nó làm giảm áp lực trong trực tràng và nhẹ nhàng, và những người bị nước hậu môn thường thận trọng tránh giấy vệ sinh mà dùng vòi rửa. Kết thúc phần thuyết trình, mình muốn các bạn hãy tự trả lời câu hỏi: nếu bàn tay của bạn dính đầy bùn, bạn sẽ lựa chọn lau với giấy hay rửa sạch lại với nước? Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.